Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Tý tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được lộc bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, đón Tết an khang vui vẻ bên gia đình. Bí mật cuộc đời tuổi Giáp Tý tháng 12 âm lịch năm 2023, được bề trên ban cho lộc lớn, gặp thời trúng số, tiền bạc đổ về như thác lũ, đón Tết tưng bừng, đổi đời cực giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh 1984 thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng cuộc sống không phải ai cũng gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Có những người phải đối mặt với không ít khó khăn và trắc trở, thậm chí là phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được đồng tiền mà làm được điều mình mong muốn. Thế nhưng, vận số sẽ không bao giờ là bất biến, có thể lúc trước bạn đang khó khăn, thế nhưng vào thời điểm nhất định thì chắc chắn bạn sẽ có được những cơ hội trời ban, nếu nắm bắt tốt thì sẽ đổi vận phát tài là điều không thể chối cãi. Luận giải tử vi năm 2023, thầy tử vi chỉ ra rằng, đúng trong tháng 12 âm lịch, tuổi Giáp Tý sinh 1984, được thần tài ban lộc, quý nhân tương trợ, trao cho cơ hội khởi sắc vô cùng, trên con đường công danh, sự nghiệp, tiền tài ào ào đổ về nhà. Vậy để biết được vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 12 âm lịch sẽ ra sao, các phương diện của cuộc sống sẽ như thế nào, bạn sẽ có những cơ hội thách thức gì, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi video ngày hôm nay để biết rõ hơn về vận trình vận mệnh của mình, quý khán giả nhé. Đầu tiên sẽ là tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy, Giáp Tý khởi sắc hơn so với tháng trước, được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, lại thêm thiên ấn và thái dương các tinh soi đường chỉ lối, công việc tăng tốc và đạt hiệu quả cao, cuối năm hưởng không ít tiền thưởng cộng dồn. So với tử vi tháng 11 âm lịch, tài vận sáng hơn, kinh doanh buôn bán có lộc cuối tháng, bạn thu về được món tiền lớn, tuy nhiên, tháng này tiêu pha nhiều, có hiện tượng phá tài, nên cẩn trọng trong đầu tư, theo tử vi năm 2023. Sự xuất hiện của thiên diêu chủ đào hoa mang tới một vài biến động nhẹ đối với vận trình tình cảm của tuổi Giáp Tý. Về phương diện sức khỏe, do nguyệt lệnh lâm đất bệnh mang đến một vài trục trặc về hệ tiêu hóa và cân nặng. Ngoài ra, khi xuất hành đi xa bạn nên hết sức thận trọng, tránh họa huyết quang. Về sức khỏe chú ý dưỡng thận, ăn uống thanh đạm để giảm áp lực cho cơ quan này. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Đừng tham lam, ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ăn uống chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh nguy cơ bị ngộ độc. Ra ngoài đi đứng thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ họa huyết quang. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 12 âm lịch 2023, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Luận giải tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy, tinh thần làm việc của Giáp Tý hăng hái, bạn làm nhiều hưởng nhiều, công việc tiến hành suôn sẻ, cuối tháng tổng kết thành quả đáng nể, theo lịch vạn niên, ngoài nhị hợp quý nhân nâng đỡ, bạn còn có thiên ấn và thái dương hiệp sức hỗ trợ. Thế nên sự nghiệp ngày càng thuận lợi, cơ hội thăng tiến rộng mở, khả năng cao cuối tháng nhận tin vui về thăng chức, tăng lương hoặc tiền thưởng. Công việc trong tháng khá nhiều và áp lực, độ khó cũng cao, nhưng bằng sự nhạy bén khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, nên bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, tăng thêm uy tín cho chính mình. Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn. Cộng thêm một chút may mắn từ vận trình sẽ mang tới nhiều thành công tốt đẹp cho bạn trong tháng, nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao,
rất có lợi cho con đường thăng tiến của bạn sau này. Có thể bạn sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc, luận giải tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy tài vận của người tuổi Giáp Tý có rất nhiều điểm sáng. Người làm công ăn lương hài lòng với công việc hiện tại, cuối tháng có thể nhận được thông báo tăng lương hoặc thăng chức. Ngoài ra, bạn cũng được cộng dồn khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm. Nhìn chung, thu nhập trong tháng khá hậu hĩnh. Với người kinh doanh buôn bán tự do, đây là một tháng hốt vàng, hốt bạc, mọi dịch vụ đều tăng. Đây là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến. Có điều, tháng này tuổi Giáp Tý có vô vàn những khoản chi tiêu phát sinh, vì thế khó tránh hiện phá tài. Tuy nhiên, chỉ cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, bạn vẫn tích lũy được khoản tiền khá lớn để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Xem phi tinh tháng thấy, có bác bạch chủ tài tinh, gặp ngũ hoàng đại sát tinh ở phương Bắc. Do đó tài tinh dễ bị tổn hao, khó phát huy tinh tài, khiến gia chủ có tiền cũng khó giữ. Vì thế, Giáp Tý nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng Bắc của phòng khách ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng khí tài, rất có lợi cho người kinh doanh và buôn bán. Xét về phương diện tình duyên, tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy Giáp Tý có khá nhiều biến động về tình cảm. Thiên diêu chủ đào hoa tinh mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân. Theo đó bạn dễ dàng làm quen kết thân với người khác giới. Có điều, bạn chỉ mải mê với công việc cuối năm, nên hầu hết bạn không có thời gian để dành cho chuyện yêu đương. Vợ chồng khó tránh khỏi lúc bất đồng mâu thuẫn, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ có kẻ thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ cần bình tĩnh xử lý, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Xét về phương diện sức khỏe, luận giải tử vi tháng 12 âm lịch, nguyệt lệnh lâm đất bệnh ở Giáp Tý báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe, nhất là các vấn đề về hệ tiêu hóa và cân nặng. Tháng cuối của năm tiệc tùng liên miên khiến cân nặng tăng khó kiểm soát, gây mất thẩm mỹ và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Ăn uống chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh nguy cơ bị ngộ độc, vì thế nên tiết chế hơn trong việc ăn uống. Ngoài ra, bạn chú ý dưỡng thận, ăn uống thanh đạm để giảm tải áp lực cho cơ quan này. Bên cạnh đó, bạn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ra ngoài, nhất là xuất hành đi xa, nên đi đứng thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, họa huyết quang. Quý khán giả thân mến, năm Quý Mão 2023 sắp đến hồi kết, thì Tết Xuân năm mới 2024 lại về, vẫn như các năm đã qua. Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 đang tìm kiếm người tuổi đẹp xông nhà cho mình đầu năm mới 2024, với mong muốn rằng người tuổi đẹp này xông đất sẽ mang đến cho gia chủ may mắn, tài lộc suốt cả năm 2024 này. Quý khán giả thân mến, xông nhà đầu năm là phong tục rất lâu đời của người Việt Nam, với mong muốn rằng trong ngày mùng 1 Tết, mọi việc sẽ xảy ra suôn sẻ, may mắn, tốt đẹp hanh thông trong cả năm, theo đó mọi chuyện cũng được tốt lành thuận lợi, bình an cho gia chủ, năm mới đang đến gần. Nhưng tuổi Giáp Tý 1984 chưa biết mình nên mời ai đến để xông đất đầu năm mới, vậy thì gia chủ hãy xem qua video này để biết được danh sách các tuổi tốt nhất xông nhà năm mới 2024 âm lịch. Từ đó, để gia chủ có thể lựa chọn được người tuổi với mình đến xông nhà đầu năm 2024, để Giáp Tý 1984 có một năm đầy sức khỏe, nhiều may mắn và tài lộc. Ngoài ra, chủ nhà tuổi Giáp Tý 1984 còn biết được giờ tốt, hướng tốt xuất hành, cũng như ngày tốt để chọn ngày giờ mở hàng, khai trương đầu năm 2024, hợp tuổi với mình nhất. Trước khi tìm tuổi xông nhà phù hợp với tuổi gia chủ, tuổi Giáp Tý 1984, trong năm mới 2024 âm lịch, thì gia chủ phải nắm rõ kiến thức tử vi về tuổi của mình trong năm 2024, bởi mỗi năm qua đi thì vận mệnh tử vi của tuổi gia chủ sẽ khác. Vì thế cần nắm vững những điều này thì mới có thể xác định tuổi xông đất phù hợp nhất. Dưới đây là thông tin tử vi chung về tuổi Giáp Tý 1984 trong năm mới Giáp Thìn 2024 âm lịch. Thông tin chi tiết về màu sắc hợp tuổi, hướng hợp với mệnh tuổi gia chủ. Nam nữ tuổi Giáp Tý 1984, sinh từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 1984 đến ngày 20 tháng 1 năm 1985, dương lịch, cầm tướng tinh con chuột. Năm 2024 gia chủ Giáp Tý là 41 tuổi, mệnh ngũ hành, hải trung kim, tức vàng dưới biển, cung phi nam là cung đoài, nữ cung cấn. Sao chiếu mệnh năm 2024, nam mệnh bị sao thái dương chiếu mệnh, nữ mệnh bị sao thổ tú chiếu mệnh, tam hợp, thìn thân, lục hợp, sửu, tứ hành xung, ngọ mão dậu. Màu sắc hợp tuổi,
màu xanh nước biển, màu đen và các màu vàng, trắng, xám, nâu đất, bạc, y, kem. Hướng tốt hợp tuổi, nam mệnh hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây, nữ mệnh hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc. Cách xác định tuổi đẹp sông nhà năm 2024, tuổi Giáp Tý 1984, sông đất sông nhà đầu năm mới là một phong tục, tục lệ lâu năm của người dân Việt Nam. Ông cho ta lý giải rằng đêm giao thừa ngày 29 hoặc ngày 30 Tết, tùy năm âm lịch, sẽ là lúc chuyển giữa năm cũ và năm mới. Đây chính là lúc thay đổi vận mệnh giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu vận mệnh mới của gia chủ trong năm mới. Chính vì vậy, khoảnh khắc giao thừa đầu năm mới là điều vô cùng thiêng liêng. Nếu thời khắc đó diễn ra tốt đẹp suôn sẻ thì sẽ rất tuyệt vời, vì nó đánh dấu cho một năm mới an khang, hạnh phúc, thắng lợi. Do vậy, từ ngàn đời nay, cha ông ta mới hình thành tục lệ đẹp sông đất đầu năm mới để đánh dấu thời khắc giao thừa đầu năm đó. Theo đó, người xưa cho rằng, người đến nhà chúc Tết đầu tiên, dù trẻ con hay người lớn, chính là người sông đất, sông nhà, cho tuổi của gia chủ. Người đến sông đất, sông nhà, chính là người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh, sức khỏe, công danh, sự nghiệp của gia đình, gia chủ trong năm đó. Như vậy, việc lựa chọn được người tốt để mời đến sông nhà đầu năm mới là việc cực kỳ quan trọng, nên gia chủ phải lựa chọn tuổi kỹ càng. Nhìn thấy được tầm quan trọng của người đến sông đất đầu năm mới, người xưa đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm cần thiết để lựa chọn được tuổi tốt nhất để mời đến sông đất đầu năm mới. Người xưa lựa chọn người tốt ở đây không phải chỉ tốt về đạo đức, nhân phẩm, gia cảnh, mà còn dựa vào các yếu tố tử vi tốt hay xấu, phù hợp với tuổi gia chủ Giáp Tý 1984 hay không, từ đó đánh giá xem xét để đưa ra được tuổi tốt nhất để gia chủ lựa chọn. Dưới đây là 3 bước lựa chọn tuổi đẹp để đến sông nhà đầu năm cho gia chủ. Các bước lựa chọn tuổi tốt nhất đến sông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 trong năm mới 2024. Bước 1. Người đến sông đất năm mới 2024, trước tiên cần phải có mệnh thiên can, địa chi, tương sinh, tam hợp, lục hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 và năm sông nhà 2024. Tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ đến sông nhà. Các tuổi bị xung khắc bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung lục hại với tuổi chủ nhà và năm sông nhà. Bước 2. Sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1, thì tiếp theo ta cần xem xét nhân cách, đạo đức, sức khỏe, lối sống, tính tình gia đình của người được mời đến sông nhà. Người được mời đến sông nhà cần phải có nhân cách đạo đức tốt, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, tính tình người được mời cần hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, nhiều người yêu mến và thành đạt. Bước 3. Trường hợp ở nơi gia chủ sống không có những tuổi đẹp nhất để đến sông nhà cho gia chủ đầu năm, nếu có mà nhân cách đạo đức không tốt hoặc gia đình người đó đang có tang, có bầu hoặc có chuyện nên không thể mời đến được, thì gia chủ cần tìm người có tuổi tam hợp, lục hợp với tuổi Giáp Tý 1984 để mời đến mừng tuổi vào mùng 1 đầu năm mới 2024. Dựa theo các bước xác định tuổi sông nhà đầu năm 2024 cho tuổi Giáp Tý 1984, ở phần hướng dẫn xem tuổi sông đất, sông nhà năm 2024 cho gia chủ ở trên, thì kênh Minh Đường Tử Vi sẽ đánh giá ngũ hành thiên can, địa chi tương hợp như thế nào và từ đó quy ra điểm để xem xét tuổi tốt nhất để đến sông nhà cho tuổi của mệnh chủ. Cụ thể dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất nên sông nhà năm 2024 cho gia chủ Giáp Tý 1984, cụ thể như sau. Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến sông nhà đầu năm mới 2024 âm lịch cho gia chủ nam nữ tuổi Giáp Tý 1984, gồm các tuổi Mậu Thân 1968, rất tốt, Canh Tý 1960, tốt, Đinh Hợi 2007, khá, Giáp Thân 2004, khá, Mậu Dần 1998, khá, Bính Tý 1996, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Bính Thìn 1976, khá, Tân Sửu 1961, khá. Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến sông nhà là anh em, họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì càng tốt. Nếu không có những người tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn những người tuổi Thân, Thìn hay tuổi Sửu để mời đến sông nhà đầu năm mới cho gia chủ. Ngoài những tuổi tốt ở trên thì gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 cần chú ý tránh mời những tuổi sau đến sông nhà đầu năm mới 2024 cho mình. Những tuổi này là những tuổi rất xấu, rất khác với tuổi của gia chủ, tuyệt đối kiêng cử, không nên mời những người tuổi này đến sông đất năm mới 2024.
Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 tuyệt đối tránh mời những người tuổi Ất Mùi 2015, Sấu, Đinh Mão 1987, Sấu, Canh Tuất 1970, Sấu, Quý Mão 1963, Sấu, Ất Mùi 1955, Sấu, Giáp Ngọ 2002, Sấu, Tân Mão 2011, Sấu. Vì những tuổi trên là những tuổi xung khắc nhất với tuổi gia chủ. Việc tiếp theo là chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đầu năm, vì nếu gia chủ xuất hành hướng tốt, giờ tốt đầu năm sẽ là một điều rất tốt, thuận lợi. Việc này đánh dấu cho sự khởi đầu mới may mắn, một năm mới bình an, lạc quan. Vì vậy, lựa chọn hướng và giờ xuất hành cũng là một công việc rất cần thiết và quan trọng. Hướng xuất hành là việc gia chủ cần lựa chọn hướng đi ở nhà mình đến nơi đầu tiên trong năm mới. Tính từ thời điểm đón giao thừa, thường những nơi gia chủ đến sau khi giao thừa là nhà thờ, đền, chùa, đến nhà người thân quen, họ hàng hay bị người khác mượn tuổi xông nhà. Do vậy, để có một năm được may mắn, gia chủ cần xuất hành đầu năm hướng giờ tốt, đại lợi. Để cả năm được thuận buồm xuôi gió, hướng tốt, giờ tốt, xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2024 cho gia chủ tuổi Giáp Tý 1984. 1. Mùng 1 Tết âm lịch, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch, xuất hành hướng đông nam, hướng tài thần, hoặc hướng đông bắc, hướng hỷ thần, tránh hướng tài thiên. Giờ hoàng đạo xuất hành, giờ thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu, từ 17 đến 19 giờ, giờ hợi, từ 21 đến 23 giờ. Mùng 2 Tết âm lịch, tức ngày 11 tháng 2 năm 2024 dương lịch, xuất hành hướng đông nam, hướng tài thần, hoặc hướng tây bắc, hướng hỷ thần, tránh hướng tại thiên. Giờ tốt xuất hành tốt, giờ sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ mùi, từ 13 đến 15 giờ, giờ tuất, từ 19 đến 21 giờ, giờ hợi, từ 21 đến 23 giờ. Mùng 3 Tết âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch, xuất hành hướng chính đông, hướng tài thần, hoặc hướng tây nam, hướng hỷ thần, tránh hướng tại thiên. Giờ đẹp xuất hành, giờ Tý, 23 đến 1 giờ, giờ sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu, từ 17 đến 19 giờ. Ngày đẹp mở hàng, khai xuân, đón lộc đầu xuân năm 2024, tuổi Giáp Tý 1984. Phong tục Việt Nam ta đã có câu, đầu năm mua muối, nhằm nói về tập tục mở hàng, khai trương mua hàng đầu, mỗi một dịp năm mới, đó là vào trong những ngày giờ đầu tiên của năm mới. Thậm chí, ngay sau khi thời khắc đón giao thừa, ông cha ta có thói quen mua muối đầu năm, nhằm mong muốn một cuộc sống cả năm được ấm no, làm ăn kinh doanh thuận lợi, gặp được nhiều may mắn. Do đó, đây là một việc cực kỳ quan trọng, mỗi đầu xuân khi tiến hành mở hàng đầu năm, gia chủ tuổi Giáp Tý 1984. Cần tìm mua hàng quán, là chủ của những người khỏe mạnh, không chịu tang, không mang bầu, để làm ăn kinh doanh, buôn bán, được may mắn thuận lợi. Cần tránh mua hàng ở những người đang chịu tang, nhất là chịu tang bố mẹ đẻ, con cái mang bầu, người có sức khỏe không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu tới tài vận kinh doanh cả năm 2024 này. Xem ngày giờ khai trương mở hàng đầu năm mới 2024, đối với mỗi tuổi sẽ có sự khác nhau, có sự khác biệt ngày giờ tốt giữa tuổi này và người khác. Tuy tốt với người này nhưng lại xấu với người khác. Do vậy, gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 cần chú ý khi xem ngày tốt để mở hàng khai xuân đầu năm mới 2024. Cho tuổi của mình, danh sách ngày giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm mới 2024 hợp với tuổi Giáp Tý 1984 cụ thể như sau. Ngày mùng 1 Tết âm lịch, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch, giờ đẹp mở hàng, giờ dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ thân, từ 7 đến 9 giờ, giờ tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu, từ 17 đến 19 giờ, giờ hợi, từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 3 Tết âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch, giờ đẹp mở hàng, giờ Tý, từ 23 đến 1 giờ, giờ sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ ngọ, từ 11 đến 1 giờ, giờ thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu, từ 17 đến 19 giờ. Ngày mùng 4 Tết âm lịch, tức ngày 13 tháng 2 năm 2024 dương lịch, mở hàng giờ đẹp, giờ dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ mão,
từ 5 đến 7 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Thân, từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 7 Tết âm lịch, tức ngày 16 tháng 2 năm 2024, dương lịch, mở hàng giờ Đẹp, giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Tý, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 8 Tết âm lịch, tức ngày 17 tháng 2 năm 2024 dương lịch, mở hàng giờ Hoàng đạo, giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ, giờ Tuất, từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 9 Tết âm lịch, tức ngày 18 tháng 2 năm 2024 dương lịch, mở hàng giờ Hoàng đạo, giờ Tý, từ 23 đến 1 giờ, giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ. Ngày mùng 10 Tết âm lịch, tức ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch, mở hàng giờ Đẹp, giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Tuất, từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Lời nhắc cải mệnh dành cho tuổi Giáp Tý 1984, tháng 12 âm lịch 2023. Điều cấm kỵ thứ nhất, không ham muốn, tránh được họa bị liên lụy. Tố thư có nói, đoạn tuyệt ham muốn nên không bị lụy, ý muốn nói là bỏ đi những sở thích không lành mạnh, chấm dứt những ham muốn sai trái, như vậy mới có thể tránh được bị liên lụy. Người xưa thường nói, vô dục tắc cương, nếu như một người có nhiều sở thích không tốt, lại có quá nhiều tham vọng, vậy thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát. Muốn cuộc đời được ung dung tự tại thì phải học cách buông bỏ, đời người có quá nhiều thứ không được như ý, đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng, không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn. Thật ra rất nhiều đau khổ của cuộc đời đều là vì có quá nhiều dục vọng, chưa được thỏa mãn, trong lòng buồn bực khó mà được yên bình. Và rất nhiều nghịch trong cuộc đời cũng đều là do những sở thích không tốt của chính mình gây ra. Tục ngữ nói, rượu là mãnh hổ trên núi, sắc là con dao thép cạo xương, tiền tài là dược dẫn làm hỏng tâm, tức giận là mầm non gây họa. Vì vậy, con người sống ở đời cần phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, khắc chế tham vọng của bản thân, đừng để bản thân luôn chạy theo sở thích và dục vọng, để tránh bị những chuyện rắc rối liên lụy. Điều cấm kỵ thứ hai, không tham lợi ích, tránh được họa bị căn ghét. Trong tố thư có nhắc đến, giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt. Ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc nửa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình không hối hận, không thay đổi, gặp phải những chuyện bất bình, thị phi đều biết giữ chừng mực. Khi đứng trước lợi ích mà không tham lam, đặc biệt là thấy lợi mà không chiếm đoạt, ở Quảng Đông có một câu tục ngữ là chữ tham được cái nghèo, quân tử thích tiền tài có được bằng chính đạo. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn mọi người nhìn thấy lợi ích đều sinh tâm tham, bởi vì tham lam quá mức mà khiến người người căm ghét, mọi người đều nói trên đầu chữ sắc có một con dao, mà không biết rằng tham lam quá mức cũng sẽ khiến chữ tham biến thành chữ bần. Đứng trước lợi ích ai nấy cũng đều muốn được chia một phần, nhưng nếu như một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm hết toàn bộ lợi ích, chắc chắn sẽ bị người khác oán hận, mà oán hận bị dồn nén quá nhiều, chắc chắn sẽ có ngày gây ra họa mà thôi. Vì vậy, những người thành tựu được chuyện lớn đều là những người khi đứng trước lợi ích luôn biết giữ đúng chừng mực, cân nhắc được mức độ hợp lý, thậm chí còn có thể nhường lại lợi ích đó. Đứng trước lợi ích có thể không chiếm đoạt bất chính, không vì lợi ích mà quên đạo nghĩa, không bòn rút của công để lấp đầy túi riêng. Đây không chỉ là nền tảng làm người, mà nó còn là một tầm nhìn xa, như vậy mới có thể có được sự giàu có sung túc lâu dài, tránh được tai họa vì tham mà biến thành bần cùng. Điều cấm kỵ thứ ba, không nói bừa, tránh được họa cãi cọ. Trong tố thư có nói, buộc túi theo thời, cho nên không sai, câu này hiểu đơn giản có nghĩa là, làm người phải biết quản thúc cái miệng của mình, không được nói năng linh tinh, như vậy mới không có gây ra lỗi lầm. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, đối với bất cứ ai cũng vậy, mỗi một câu nói được nói ra đều có thể gây ra tai họa, khiến bản thân phải trả giá. Còn đối với người không khéo ăn nói, hoặc ăn nói không biết giữ chừng mực,
thì cái miệng của họ sẽ trở thành cánh cổng dẫn họ đến với tai họa. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đều là vì ăn nói không thận trọng mà gây thù kết oán, thậm chí còn tạo thành mối đe dọa tính mạng. Vì vậy, trong tố thư cũng có nói, người dùng lời nói chuốc oán sẽ gặp họa. Vậy làm sao để tránh được tai họa từ lời nói? Tố thư dạy rằng, không nên ăn nói tùy tiện, nói chuyện phải thuận theo thời cơ và phải có kỹ năng nói chuyện. Khi gọi là kỹ năng nói chuyện chính là khi nói chuyện, không đề cao bản thân, không hạ thấp người khác, không chạm đến lợi ích của người khác, không ở trước mặt bất cứ người nào nói xấu người thứ ba, giữ mồm, giữ miệng, thuận theo thời cơ, tuân thủ quy tắc nói chuyện, vừa nghĩ cho thể diện của người khác, cũng vừa nghĩ cho lợi ích của người khác. Như vậy, những gì bạn nói ra, người khác không những không tìm ra được lỗi, mà còn rất thích nghe bạn nói chuyện, tự nhiên là có thể tránh được những trận cãi cọ không đáng có. Điều cấm kỵ thứ tư, không kiêu ngạo, tránh được họa nguy hiểm. Tố thư nói, ngạo với người đáng kính sẽ gặp hung, ý muốn nói rằng, kiêu ngạo và xúc phạm những người vốn dĩ đáng được kính trọng, chắc chắn sẽ gây ra tai họa hung hiểm, mà người đáng kính không phải chỉ nói đến những người có tài có đức, mà còn ám chỉ cha mẹ và trưởng bối. Có sự tôn kính cơ bản nhất đối với người khác, cũng là yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, có qua có lại. Kính già yêu trẻ cũng là một nguyên tắc cơ bản trong giao lưu xã hội, người luôn giữ thái độ kính trọng người khác, khi bước vào xã hội sẽ luôn được yêu quý, đi đến đâu cũng được người khác quý mến. Nếu như một người ở trong nhà không hiếu kính trưởng bối, ra ngoài không kính trọng người lớn, vậy thì sẽ đánh mất đi nền tảng làm người, không những không được người khác tôn trọng, mà còn bị ghét bỏ và khinh chê. Trong Thượng Thư có một câu như thế này, năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mặc tự nhược giả vong, người xem thánh hiền là thầy sẽ được xưng vương. Kẻ cho rằng không ai bằng mình thì diệt vong, năng tự đắc sư, chính là vì có thể dùng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo để đối đãi với những nhân sĩ có tài có đức, từ đó được nhiều giúp đỡ. Ngược lại, nếu như tự cao, tự đại, cho rằng không ai tài giỏi bằng mình, thì nghĩa là đang tiến gần đến sự diệt vong, kiêu ngạo là điểm báo đầu tiên của tai họa, luôn mang đến sự nguy hiểm cho con người. Đối nhân xử thế cần có một thái độ khiêm cung, ôn lương cung khiêm nhường, ôn nhu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường thì mới có thể bước đi xa hơn. Giữ thái độ kính trọng và nể sợ, làm việc có nguyên tắc, làm người có lễ nghĩa thì mới có thể tránh được những tai họa nguy hiểm. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.